Hà Nội lạnh như thế này được bát mì tương đen nóng hổi thì còn gì bằng. Anh em nào ở khu vực Linh Đàm nhớ thử ngay nhá. Wow, mì tương đen gà truyền thống có cả vị sốt cay ngọt đây nhá. Trong này được thêm củ cải giòn, dưa chuột. Tên quán ở comment xem nào. Nước chống no, ít đôi vị ngon. Em hỏi nhiều quá mình có bán cái nước này rồi đấy. Em cứ vào top shop là thấy nha. Cái củ cải giòn này nhai sướng quá. Mình chưa được sang Hàn ăn mì tương đen, nhưng mà với mình cái mì tương đen này cực chuẩn bị luôn. Kiểu nó hợp khẩu vị người Việt đấy anh em. Thật ra trong này cũng không có gì nhiều, trừ củ cải với cả dưa chuột ra thì thêm ít hành, ít khoai tây. Quan trọng là cái nước sốt anh em ạ. Cái sốt mì ở đây ăn đã cực. Lại còn được thêm hai miếng gà. Cái suất này thì lại không được ít, ăn mãi không được hết. Mấy miếng này mới phải mấy miếng ngon, toàn topping ngon. Cái sốt mì này ở đây 10 điểm đấy anh em ạ. Gà thì cũng bình thường thôi, như gà truyền thống thôi, nhưng quan trọng là xin nhanh đem về đến nơi vẫn nóng hôi hổi, ăn giữa mùa đông thì 5 bộ ăn. Xin chào anh em, mình là Khánh LD, chuyên review đồ ăn văn phòng. Anh em có món gì ngon giới thiệu cho mình với nhé.